tưởng ai. Ủa sao xài bạn ơi, bạn cu luôn mà. Ủa dạ, dạ, dạ. Tưởng ai. Ủa chưa. Ủa ra chứ còn chia phe luôn vậy thôi. Nhưng mà bây giờ mình chia phe vậy luôn á. Đúng rồi, mấy người phải là bạn của tôi. Dạ. Tôi không biết ý kiến của mấy người thì sao. Ở nhà ghét bếp không? Em thích nấu ăn lắm. Em thích nấu ăn lắm. Những người bạn của tôi ơi, những người bạn của tôi ơi. Qua đây giúp chị, qua đây. Đáng ghê đi qua kia. Còn Tường Vy, em không có biết nấu ăn, nhưng mà em thích bếp lắm, thích bếp lắm. Qua đây luôn. Qua đây luôn. Chưa gì hết là thấy cái group này là hả 4-1 rồi đó, làm sao mà đấu lại. Thôi tôi đi về. Bây giờ mọi người giả bộ đi, có ai ghét giống như tôi không? Tôi nè, tôi giả bộ tôi ghét bếp nè, tôi không thích nè, không thích bếp. Tâm lý nào mà chị diễn được cái nét đó? Cái nét của em trân trân. Trân trân là giả trân hả? Lực mặt như lực bánh tráng như vậy hả? Có gì hết lâm bơ vơ tội nghiệp. Nè bây giờ thấy là Kim Tuấn Kiệt không? Quá là đẹp trai luôn. Mà thiệt á, sao em đẹp trai quá à? Hèn chi các em nữ cứ đổ đứa đừ ra. Và các em mà kiểu là tuổi teen đó. Dạ. Và tuổi không teen cũng đổ đúng không Buka? Tuổi không teen mất gì chụp ta. Bây giờ Tường My á, là em là theo phe nào? Thích bếp. Thích, nhưng mà không có biết nấu ăn. Tại vì thích nó cho nên là sẽ nấu ăn được. Bên đây là thích bếp nhưng mà không biết nấu ăn là qua độ với Dương Lâm. À rồi. Đó, còn đây nè. Tôi không hiểu nổi MC làm gì lôi tụi tôi đi vòng không, vòng. Hà Nhi là phải vô với lại hả? Thiếu Nhi. Ca Chu. Có muốn về đội với chị không? Chị cho. Chị đi làm kiếm tiền nên em về ai về cũng được. Dạ em sao không được, em dễ lắm. Nhưng mà trước khi đến với chương trình dặn Dương Bảo Lâm trước là Tường Vy á, là trong phim là Bảo Anh á, là bị SC ăn hiếp nhiều lắm. Cho nên là hôm nay Lê Dương Bảo Lâm nhớ nâng niu như trứng, hứng như hoa. Thôi SC sẽ cảm thấy rất tội lỗi với Tường Vy. Rồi ngày hôm nay Lâm sẽ hứng. Hứng cái gì? Hứng cái gì? Hứng như hoa, ấy là hứng Tường Vy như hoa. Hứng như hoa thì được nha. Còn em có cưng chị như trứng không? Trứng thường là ta đập không mà. Đúng rồi, phải đập. Đập mất ăn được. Và qua tử phẩm vừa rồi thì chắc chắn mọi người cũng đã biết được chủ đề của chúng ta đúng không? Thưa MC, chủ đề ngày hôm nay là nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Không, chủ đề ngày hôm nay là ô xin cao cấp. Không, đi Tường chợ. Vy, đi chợ, tấm lại, gom hết tất cả những cái ý của các biết bạn đúng. Lại. Đó cũng là chủ đề chúng ta sẽ là chăm sóc nhà cửa và bí quyết làm bếp. Có hơi dài không ạ? Dài đúng không? Dạ, em ơi có thể tóm gọn là cái chủ đề ngắn ngắn thôi. Tóm lại nha, gọn nhất. Bí nhà. Thôi anh ơi để cái chủ đề dài cho người ta dễ hiểu nha. À Gin ơi, không biết dạ. Là ở nhà bạn có hay làm bếp không? Dạ cũng thỉnh thoảng anh. Còn Tường Vy, nhiều bạn là một cái người rất là giỏi giang ở trong những cái bộ phim, nhưng mà ở ngoài thì Vy có phải là một cái người giỏi chuyện bếp nút đi không? Không, nãy mới ra giới thiệu rồi đó. Không. Dở ẹt. Nhưng mà em không có thù hằn với cái bếp thôi nha anh. Cái ánh mắt anh kìa trời ơi. Không, tự nhiên anh chạy. Cái sự ơi, thù hằn. Khách mời ơi, em đến tìm anh đi sao anh nói. Đừng nói như vậy, cái mặt anh Dương Lâm đã là như vậy. Mới đẻ ra là mặt đã như vậy rồi. Nó lại là chân mày mắt xối vậy luôn. Nhiều khi không phải anh thái độ đâu. Cho nên là đến với chương trình Bí Kíp Vàng này, chúng tôi có những biệt danh như sau. Đây, đội trưởng sáng dạ. Và đó, đội trưởng mặt cọc. Mặt cọc. Mặt nhỏ, mới đẻ ra vậy đúng rồi. Đúng rồi, đã cọc sẵn rồi cho nên là chị đừng có đừng ý quan kiến, tâm. Đừng thôi, quan tâm. Nói chung là đừng có chấp nhất nhưng mà... người đội trưởng của chúng tôi lắm. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên nhé. Nhưng vòng 1 chúng ta sẽ có 3 câu hỏi dưới dạng đúng và sai. Nếu như các bạn trả lời đúng, các bạn sẽ có 1.000 điểm. Và bây giờ chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên. Tủ lạnh trống sẽ tiết kiệm điện hơn tủ lạnh đầy thức ăn, đúng hay sai? Với câu hỏi đầu tiên thì chúng ta đã có hai đáp án khác nhau hoàn toàn. Tại sao bạn lại chọn sai hay là tại Dương Lâm chọn? Không, anh Dương Lâm chọn đúng. Thì tại sao bạn lại chọn sai? Tại vì tủ lạnh người ta đã thiết kế là để đựng đồ ăn, còn không có cái gì là nó không hợp lý đâu. Đúng rồi, tiết kiệm điện là bây giờ tại Lâm live stream mấy cái tủ lạnh rất là nhiều, mấy điện máy ta mời Lâm về live á. Nếu mà tiết kiệm điện thì bây giờ có cái công nghệ inverter nó Lâm thuộc lắm. Còn đồ ăn nhiều hay không cũng như vậy, cũng tốn. Bên đây á là xin Tuấn Kiệt chọn sai nhưng em chọn đúng. Tại sao? Tại tủ lạnh trống có nghĩa là tủ lạnh chưa ghim điện, thì thấy không, trống lơm lóc làm sao tốn điện được. Hay, hợp lý liền. Hợp lý liền. Tủ lạnh đang mở cửa, không ai mà ghim điện mở cửa cái tủ lạnh như vậy hết. Nhưng mà đối với chương trình Bí Kíp Vàng hài nha. Thì có lẽ hài, hợp lý hài nó mới được. Nhưng mà theo em nghĩ nha, nếu mà tủ lạnh mà có nhiều thức ăn đó thì nó sẽ sử dụng điện nhiều hơn để nó làm lạnh nhiều hơn, tốn điện hơn. Cho nên là đó cũng là một suy nghĩ mà em sẽ thấy là hợp lý. Tại sao? Tại vì khi mà mình bỏ nhiều đồ ăn vô thì nó cũng sẽ tốn điện hơn, nó sẽ giống như là mình mở máy lạnh mà mình mở công suất cao vậy đó thì nó sẽ tốn nhiều hơn đúng không? Cho nên các bạn chọn đúng và các bạn là vẫn quyết định là chọn sai với câu hỏi này. Không biết rằng là đội nào sẽ là đội chính xác hơn đấy. Sai. Bên đây nè, bên đây nè.
mặt này là cái nét diễn bên đây, cái quay bên đây đúng đó. Ông hay nét bên đây để quay bên đây. Bên đây. Bên kia trước là qua đây. Bên kia trước bỏ qua đây tôi biết cái màu. Bên đây là qua đó là đúng à. Đi chứ. Gà của tôi mà. Hay hiểu à. Gà của tôi mà. Vậy luôn hả? Không phải. Bao nhiêu số làm đúng câu động tác hả? Thôi nó nghe nè, vậy bây giờ mai mốt đổi nha. Không có phải là đúng hoặc là sai, bên đây là mình lên xuống. Bà đã có 1000 điểm đầu tiên, chúc mừng Tường Vy. Khi để thực phẩm chứa vừa đủ bên trong tủ lạnh, bạn vô tình làm cân bằng nhiệt độ bên trong tủ lạnh, bởi vì thực phẩm lạnh sẽ tự làm lạnh qua lại cho nhau. Bây giờ trước khi đến với câu hỏi thứ hai á, thì chúng ta sẽ chơi với nhau một trò chơi, thì có được không ạ? Dạ được ạ. Các bạn có biết nhiều loại củ hay rau quả mà có chữ cà không? Bây giờ chúng ta bắt đầu từ Tường Vy trước đi. Chữ cà. Cà. Cà chua. Cà pháo. Cà rốt. Cà tím. Đừng nói cà khịa nha. Cà na. Cà da dê. Hả? Cà da mặt. Em thấy nhiều hết rồi đó. Bắt đầu xào rồi đúng không? Nhưng mà tại vì có mấy trái là cà thôi. Chúng ta đã đi vào lối mòn rồi. Có ai đi đâu, có mình anh đi đó. Chúng ta đi vòng vòng là chúng ta đã đi vào lối mòn rồi. Cho nên chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2 luôn. Yeah. Là không nên bảo quản cà chua trong tủ lạnh, đúng hay sai? Đúng hay sai đây? Lại là hai đáp án khác nhau à? Theo như kinh nghiệm thích ăn cà chua của em thì em mua cà chua về em hay để tủ lạnh, và mỗi lần để tủ lạnh như vậy thì trái cà chua nó sẽ bị nhúm lại, da nó nhăn nheo đi, và kiểu cảm giác như là nó bị héo á, nó không có được còn tươi nó nữa. Nó hơi lẹ hơn so với ở ngoài. Như vậy là em không biết cách bảo quản, khi mà mình mua cà chua về phải bỏ bịch mình cột lần, cái mình bỏ vô tủ lạnh mà để ngăn mát để ngăn cái hộp mà thôi. Cũng vậy luôn anh, nó vẫn vẫn hư nhanh hơn là so mình để ở ngoài. Hai bạn đều có kinh nghiệm này à? Em thích ăn cà chua. Chúng ta có nên bảo quản cà chua trong tủ lạnh hay không? Diễn một cái nét không ai đoán được. Đúng rồi. Hay quá. Không à, cho nên đáp án của chúng ta là đúng. Cho cà chua vào tủ lạnh sẽ làm mất hương vị và giá trị dinh dưỡng. Do kết cấu bên trong cà chua bị thay đổi, cà chua sẽ chín đều và giữ được hương vị thơm ngon hơn khi bạn bảo quản chúng ở nhiệt độ phòng. Và bây giờ chúng ta đã sang bằng tỷ số rồi. Dạ, MC sẽ hỏi rằng là mọi người sẽ thích cái món ăn trứng nào nhất? Lâm thích ăn hột gà nướng Thái Lan. Thế là ăn trứng cút lộn. Đúng rồi, cũng được. À vậy thì thôi, Vy ăn hột vịt lộn. Hột vịt lộn, xào me đi, xào me cho nó đẹp. Xào me, xào me, hai trứng. Bên đây là hai trứng hột gà nướng Thái Lan. Bên kia ăn gì? Một chục trứng hột vịt lộn. Một chục chứ là hột rau răm nhiều, bỏ muối ít thôi. Dạ, đây là trứng cút lộn ạ. Cho nhiều rau răm nha anh. Rau răm. Đây là hột gà nướng Thái Lan. Gà nướng Thái Lan. Đây là trứng cút lộn ạ. Xin mời đi ra ngoài ăn à mọi người ơi. Ủa sao hỏi như vậy? Hỏi một câu hỏi mà tôi thấy mọi người hỏi về trứng thôi mà thấy mọi người chứng quá. Ê, bữa nay MC chơi chữ thì duyên dáng lắm kìa. Thôi đi mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 3 nha. Nó sẽ liên quan tới trứng một tí xíu. Nếu thả một quả trứng tươi vào một ly nước thì quả trứng đó sẽ nổi lên trên mặt nước, đúng hay sai? Miệng thì nói sai nhưng tay thì bấm đúng. Thì đó, tại sao vậy ạ? Chiều chiều đó. Nhà Lâm bắn trứng, Lâm cũng thử một lần tại vì á, nó vẫn nổi, ví dụ cái trứng thúi á thì nó nổi lưng chừng lên thôi. Không, nó nổi bình lên luôn. À. Còn cái trứng mà sống mà bình thường nó nổi lưng chừng mà nó vẫn nổi, nó không có chìm cái đáy. Em thường á thấy mọi người làm thí nghiệm á trên những cái YouTube á thì thấy mọi người hay bỏ muối vào trong một cái quả trứng, bỏ trong ly á, bỏ muối vào cái trứng nó tự nổi lên. Còn bình thường thì cái trứng nó cũng mấy nó cũng lềnh bềnh hoặc là có thể nó nằm xuống dưới lòng. Còn Gin thấy bạn muốn thả nói nhiều lắm nhưng mà nhưng mà tại vì theo em suy nghĩ á nha, tại vì em đã từng thấy rồi, khi mà thả trứng xuống nó sẽ dễ bị chìm xuống lắm, tại vì nó nổ bọt bong bóng lên, tức là có oxy hay gì ở trong đó cho nên nó sẽ dễ chìm xuống. Bây giờ chúng ta sẽ thí nghiệm trực tiếp luôn, các bạn hãy để ý nhé. Bây giờ sẽ có một cái trứng new collection đây, cái trứng new collection, bộ sưu tập mới, bộ sưu tập mới, và một cái trứng đã cũ rồi ạ. Đây là một cái trứng tươi và một cái trứng không tươi. Ủa, là luộc rồi hả? Cả hai trái trứng đều sống nhưng mà một trái trứng là đã để một khoảng thời gian rồi. Chẳng hạn giống như là Gin sẽ là nè, đây là một trái trứng tươi và đây là một trái trứng đó, đừng đem trứng làm tôi. Trái trứng đã có gia đình rồi ạ. À, bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm nha. Trái trứng tươi SC sẽ ghi lên đây là đánh vô ít thôi. Ít. Bây giờ thử nghiệm nha. Đây là trái trứng tươi trước. Chim ạ. À. Và đây là trái trứng chưa tươi lắm. Lên. Ủa? Wow, wow. Nổi. Vậy là đáp án của chúng ta là sai. Xin chúc mừng Ghi Tuấn Kiệt. Yeah. Cái bí
bí kíp này hay nha. Để khi mà mình muốn chiên trứng quậy giống như anh Lâm á, mình biết nha, mình chiên 3 trứng đi, mà mình lấy tủ lạnh ra mình đâu biết trứng nào. Mình đập một trứng vô nó không hư, đập hai trứng không hư, cái trứng thứ ba tự nhiên nó hư, cái là xu nguyên cái tô đó. Cho nên là hôm nay chúng ta đã rút ra được những cái bí kíp rất là hay về trứng đúng không ạ? Đặc biệt là Dương Lâm. Sau 3 câu hỏi của vòng 1 thì Ghi Tú Kiệt và Buka các bạn có 2.000 điểm. Yeah.